Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường Sau đây mà các bạn đuốn xem Tử Vi 12 con giáp thứ năm, ngày 8 tháng 4 năm 2021 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 27 tháng 2 năm Tân Sửu, Ngày này là ngày Bính Tuất tháng Tân Mão năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày hắc đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ canh dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc tư mệnh, giờ nhâm thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc thanh long, giờ quý tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc minh đường, giờ bính thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc kim quỹ, giờ đinh dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Bảo Quang giờ Kỷ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Mậu Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Kỷ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Tân Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Câu Trần, giờ Giáp Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Hình giờ Ất Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Chu Tước, giờ Mậu Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Bạch Hổ. Về ngũ hành, ngũ hành Ninh Mệnh, ốc Thượng Thổ, ngày Bính Tuất tức Can Sinh Chi, nghĩa là họa sinh chỗ thổ và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, ốc Thượng Thổ, kỵ tuổi, canh thìn, nhâm thìn, ngày thuộc hành thổ, khắc với hành thủy, đặc biệt là tuổi, bính ngọ, nhâm tuất, thuộc hành thủy, không sợ thổ. Ngày tuất, lục hợp với mão, tam hợp với dần, và ngọ, thành họa cục, xung với thìn, hình mùi, hại dậu, phá mùi, và tuyệt thìn. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi mậu thìn, nhâm thìn, nhâm ngọ, nhâm tý và nhâm tuất. Tuổi xung trong tháng, tuổi quý dậu, kỷ dậu, ất sửu và ất mùi. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao minh tinh tốt mọi việc, sao hoạt điệu tốt nhưng gặp thủ tự thì xấu, sao lục hợp tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao nguyệt phá, xấu về xây dựng nhà cửa, sao thiên ôn, kị về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao nguyệt hư hay còn gọi là sao nguyệt sát, sáu đối với việc giá thú, mở cửa, mở hàng, sao quỷ khóc, sáu đối với tế tử, an táng. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng tây nam và tài thần, hướng chính đông. Sau đây mời các bạn đón xem từ vị chi tiết 12 con giáp thứ năm ngày mùng 8 tháng 4 năm 2021 mà các bạn cùng theo dõi đầu tiên mà các bạn đón xem từ vi tuổi Tý thứ năm ngày mùng 8 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tý xem tử vi cho thấy với bạn tuổi Tý đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh đây là điểm báo cho bạn đang có sự hao tài tốn của trong ngày hôm nay. Mặc dù bạn mệnh tuổi Tý trước đó đang sở hữu một nguồn tài sản dư giả nhưng có thể mất hết bất cứ lúc nào do những sự nông nổi, mù quáng của mình trong việc kinh doanh, buôn bán. Và với bà tuổi Tý chính vì thế mà cần phải có sự sáng suốt với những khoản tiền mà mình đang nắm ở trong tay nhất là khi bạn chưa xác định được đâu là đối tác đáng tin cậy mà dễ dàng tin tưởng trao cho đối phương cơ hội để chiếm phần lợi thế hơn và trong cái vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi tý lại đang gặp ngày có thủy thổ xung khắc cái điều này còn khiến cho cái chuyện tình cảm của bạn thêm phần khó khăn đối với những bạn đang quản độc thân sốt ruột muốn tìm nơi bến bờ bình yên hạnh phúc nhưng khó lòng chấp nhận được rằng để tìm được một người thích hợp là chuyện chẳng dễ dàng gì. Vài tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim có điểm báo hao tài tốn của, tài vận hư hao. Tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy mù quáng đầu tư có thể dẫn đến tay trắng. Tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa nên xác định đúng nơi để đặt niềm tin kẹo lại nhận phần thiệt về mình. Từ vi tuổi canh tí thuộc mệnh thổ cần có quyết định sáng suốt với khoản tài chính của mình đang có. Từ vi tuổi nhâm tí thuộc mệnh mộc đường tình duyên gặp nhiều trục trặc đối với những bạn đang còn độc thân khó tìm được một nửa thích hợp với mình. Và đánh giá của bà tuổi tí trong ngày thứ năm này sự nghiệp ba sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi thân, tuổi tỵ. từ vi tuổi Sửu thứ năm ngày 8 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Sửu xem tử vi cho thấy với bạn tuổi Sửu đang có điểm báo gặp nhiều khó khăn khi vấp phải ảnh hưởng từ cục diện ngũ hành tứ hình sông thìn tuất Sửu mùi cái điều này làm cho quân đường công danh sự nghiệp của bạn đang có kiện niếm đá giấu tay tranh quyền về quyền lực bạn mệnh tuổi sửu đang phải đối mặt với khá nhiều căng thẳng, stress và chịu nhiều áp lực khi công việc diễn ra à, gặp nhiều sự cố. Nếu như bạn đang giữ chức vụ về quản lý, bạn càng vất vả hơn nữa. Dù vậy với ba tuổi sửu đừng vì thế mà nóng nảy, cáu giận, càng khiến cho sự việc trở nên tồi tệ, rối riêng, khó tháo gỡ hơn bù lại trong cái vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp được ngày của chính quan chiếu mệnh báo hiệu cho bạn đang có những khó khăn hiện tại chưa hẳn đã là điểm xấu với bạn nếu như bạn tuổi Sửu có thể vững vàng vượt qua được những gian nan này thì rất có thể bạn sẽ lập được nhiều kỳ tích trên con đường sắp tới với bạn tuổi Sửu đã chọn đúng đường đi cho mình trên chặng đường phía trước sẽ được thuận lợi hơn rất nhiều. Vai tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, khó khăn trồng chất, có điểm báo đấu đá tranh giành về quyền lực, tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, chịu nhiều áp lực khi công việc dễ phát sinh sự cố, tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, đừng nên mất bình tĩnh, cáo giận, kẻ mọi việc càng thêm phần rối riêng tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, khó khăn có thể trở thành bàn đạp để cho bạn thăng tín nếu như bạn biết tận dụng từ vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc nếu chọn đúng đường đi tương lai sẽ sáng sủa hơn rất nhiều và đánh giá của bạn tuổi sửu trong ngày thứ năm này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu nâu quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi mão tuổi hợi từ vi tuổi dần thứ năm ngày mùng 8 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi dần xem tử vi cho thấy bạn tuổi dần đã gặp được ngày của cục diện ngũ hành tam hợp dần ngỏa tuất phù trợ cho nên bạn tuổi dần có thể nhận được sự giúp đỡ không hề nhỏ của quý nhân để giải quyết được những rắc rối đang còn tồn động từ trước đó tới giờ và với bạn tuổi dần kể cả là các dự án đang quản giang dở hay là các khoản vay nợ về tài chính đều sẽ được bạn xử lý một cách ổn thỏa, mang đến cho bạn có được sự yên tâm rất lớn. Và nhân cơ hội may mắn này, với bạn tuổi dần, có thể tiến hành đầu tư vào những hạng mục mà mình nhắm đến từ lâu để sớm thu về kết quả về cho mình lại thêm trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi dần đang có được thực thần chiếu mệnh cho nên con đường tài lộc của bạn cũng có phần được khởi sắc. Trong ngày này, đối với những bạn làm kinh doanh buôn bán, làm nghề tự do, có được các thần phù trợ, cho nên việc buôn bán với bạn được phát tài, hàng hóa trạng quản tồn động, vốn liếng của bạn dần được thu hồi, ngoài sức tưởng tượng nữa luôn. Về từ vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy, quý nhân dẫn đường trị lối, rắc rối được giải quyết, tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa, việc giang dở được xử lý ổn thỏa, tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ, nắm bắt thời cơ thích hợp để tiến hành về đầu tư, tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc, tài lộc được khởi sắc buôn bán phát tài từ vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim việc làm ăn kinh doanh được thuận lợi hàng hóa bán đâu là hết đó Vài đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phụ trợ, tuổi mùi, tuổi tuất, tuổi hợi. từ vi tuổi mão thứ năm ngày mùng 8 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi mão xem tử vi cho thấy bà tuổi mão đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tốt mão nhị hợp cho nên bà tuổi mão đang có được vận đào hoa rất tốt trong ngày hôm nay các bạn độc thân sẽ có được quý nhân dẫn đường trị lối để nhanh chóng tìm ra được một nửa mà mình tìm kiếm đã lâu. Còn đối với các cặp đôi thì trong ngày này có thể đi đến quyết định quan trọng để thay đổi cuộc đời mình. Hai bạn muốn có một sự ràng buộc rõ ràng trong mối quan hệ về tình cảm đã chín mồi. Đó cũng là cách để cả hai có thể chăm sóc và yêu thương nhau mỗi ngày. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi mão lại đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Đây là lời cảnh báo cho bạn tuổi mão nên thận trọng trong công việc và trong thời điểm này, nhạy cảm như hiện tại, chỉ cần một sai suất nhỏ cũng có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho bạn. Với bạn tuổi mão, đừng có lơ là mà mất tập trung, hãy giữ cho tinh thần của mình thật tỉnh táo, đừng có để cho bao nhiêu công lao, công sức của mình dễ dàng đổ bể trong một ngày. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, đào hoa vượng sắc, nhanh chóng tìm được một nửa yêu thương. Từ vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa các cặp đôi tính tới chuyện trăm năm tử vi tuổi kỵ mão thuộc mệnh thổ cần phải thận trọng trong công việc giữ đầu óc tỉnh táo để tránh những sự sai sót tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc cần phải tập trung tinh thần trong thời điểm nhạy cảm tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim tránh để công sức đổ sông đổ bể vì một chút bất cẩn Vài đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi hợi, tuổi mùi. từ vi tuổi thìn thứ năm ngày mùng 8 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi thìn, xem tử vi cho thấy bạn tuổi thìn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông thìn tuất xỉu mùi. Cái điều này gây tác động không nhỏ tới vận trình của bạn trong ngày hôm nay. Công việc của bạn tuổi thìn có thể sẽ gặp phải nhiều trở ngại nếu có bất cứ sai sót gì xảy ra mà lỗi thuộc về mình, với bạn tuổi thìn, hãy dũng cảm nhận lỗi và tìm cách khắc phục, không nên đổ lỗi cho người khác. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi thìn cũng đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Đây là điểm báo cho bạn đang có kẻ tiểu nhân tìm cách để cản trở bước đường đi của bạn. Ganh ghét, đố kỵ tạo ra kẻ thù, bạn mệnh tuổi thìn cần phải sáng suốt để đối phó với những chiêu trò của những kẻ xấu. Và trong ngày này với bạn tuổi thìn, lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là trong ngày đang có thổ khí vượng, bạn nên chú ý đến sức khỏe của mình nhiều hơn. Chế độ ăn uống lành mạnh với nhiều rau xanh sẽ rất tốt cho hệ tiêu hóa của bạn, nâng cao sức khỏe cho bạn nữa. Vai tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa vận trình nhiều trở ngại, dễ có sai sót xảy ra. Từ vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, dụng cảm nhận lỗi và tìm cách để khắc phục. Từ vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, có điểm báo tiểu nhân ngáng trở, do ganh ghét đố kỵ. Từ vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, nên giữ cho đầu óc sáng suốt để đối phó với những chiêu trò của những kẻ xấu. Từ vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thị Thủy, chú ý giữ sức khỏe, xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh. Về đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi giàu, tuổi thân. tử vi tuổi tỵ thứ năm ngày mùng 8 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi tỵ xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi tỵ đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh cho nên bạn đang có được báo hiệu dễ gặp may mắn trên con đường tài lộc với mình ngày hôm nay và ngày này nếu bạn là người chăm chỉ, bạn có thể nhận được phần thượng xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra tài chính đang lúc dư giả cho nên bạn tử tỵ đừng quên dành ra một khoản tiết kiệm để đảm bảo cho tương lai của mình được tốt hơn bạn hãy chắc rằng mình đã có kế hoạch về quản lý tài chính chi tiêu khoa học trước khi vùng tiền mua sắm theo sở thích cá nhân bên cạnh đó trong cái vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi tỵ lại đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng cho nên với bạn tuổi tỵ vẫn đang chìm đắm trong hạnh phúc của mình. Nhưng dường như bạn không nhận ra rằng mình đang càng ngày càng trở nên phụ thuộc quá nhiều vào người ấy. Và không phải lúc nào sự hy sinh tất cả cho người mình yêu cũng là điều đúng đắn. Và với bạn tự tỷ, bạn nên biết cách yêu thương cho bản thân mình hơn nữa vài tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa tài lộc được khởi sắc nhận được phần thượng xứng đáng cho công sức mà mình đã bỏ ra tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ đừng quên dành dụm tiết kiệm khi tài chính dư dả. tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc nên xây dựng kế hoạch quản lý chi tiêu hợp lý tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim chìm đắm trong hạnh phúc ngọt ngào tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy đừng có lúc nào cũng chỉ hy sinh cho người khác cần phải yêu thương bản thân mình nhiều hơn nữa và đánh giá của bạn tuổi tỷ trong ngày thứ năm này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 4 số 9 giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ màu sắc cá tường màu đỏ màu cam quý nhân phù trợ tuổi giàu tuổi Sửu, tuổi Thân. Từ vi tuổi Ngọ, thứ năm, ngày mùng 8 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Ngọ, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Ngọ đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp dần ngọa tốt phù trợ cho nên bạn đang có được cơ hội để hàn gắn mối quan hệ đã rạn lất từ lâu với bạn tử ngọ tính khí nóng nảy ăn nói thẳng thừng của bạn mệnh từng không ít lần khiến cho bạn phải nhận quả đắng nhưng sự thật khó có thể thay đổi được và nhân ngày này với bạn tứ ngọ bạn hãy thử nói chuyện nhẹ nhàng với người ấy xem sao chỉ cần nhường nhịn đối phương một chút biết đặt mình vào vị trí của người ta để suy nghĩ thì đối phương cũng không còn muốn gây căng thẳng hay là giận dỗi bạn nhiều nữa đâu Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi ngọ nhờ có chính tài chiếu mệnh mà bạn đang có được vận may rất chi là tốt. Nhưng bạn tuổi ngọ cũng không vì thế mà nóng vội, mong ngóng những nguồn tư lợi, tức thời. Bạn hãy có cái nhìn dài hạn trong tương lai bởi đó cũng chính là bí quyết để cho bạn có được sự thành công nhanh hơn vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mạnh kim có được cơ hội để hàn gắn mối quan hệ đã rạn nứt từ trước đó tử vi tuổi bính ngọ thuộc mạnh thủy nên sớm sửa đổi tính khí nóng nảy ăn nói không kiêng nể tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa, nên có cuộc nói chuyện rõ ràng với nửa kia để giải quyết những mâu thuẫn từ vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ cần phải đặt bản thân mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ mọi việc từ vi tuổi nhâm ngọ Cuộc mạnh mọc, vận may mỉm cười nên nhìn xa trông rộng. Về đánh giá của bạn tử ngọ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi mão, tuổi dần. tử vi tuổi mùi thứ năm ngày mùng 8 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi mùi xem tử vi cho thấy bạn tuổi mùi đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông thìn tuất sửu mùi đây là điểm báo cho bạn đang gặp phải những kẻ tiểu nhân ghen ăn tức ở ngấm ngầm hãm hại bạn trong ngày hôm nay Thậm chí với bạn tuổi mùi không hề nhận ra điều này cho dù những gì mình làm ra hết lần này tới lần khác bị phá hỏng. Đến khi nhận ra vấn đề thì hậu quả cũng không thể nào khắc phục được trong một sớm một chiều bù lại trong cái vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi mùi với bạn có thể sẽ nhận được sự giúp đỡ hỗ trợ của những người ở bên cạnh mình khi có chính quan trợ mệnh vì thế mà với bạn tuổi mùi ngay khi đối mặt với những vấn đề khó khăn đừng có ngần ngại việc nhờ ai đó hỗ trợ một mình bạn không đủ để xử lý hết vấn đề Cuộc sống là thế, với bạn tuổi Mùi không thể sống một mình, sự tương tác với mọi người sẽ làm cho cuộc sống này trở nên tốt đẹp hơn. Xem tử vi cho thấy trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Mùi, hôm nay là ngày Tam Nương tương sát, đây được coi là một ngày xấu, kỵ về khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa về nhà cửa. Với bạn tuổi Mùi, không có việc gì quan trọng thì không nên xuất hành đi xa và nếu như có việc không thể trì hoãn được bạn nên chọn những hướng tốt như là hỷ thần hướng tây nam và tài thần hướng chính đông để hạn chế những rủi ro xảy ra với mình Vai tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim, cẩn thận với kẻ tiểu nhân, ghen ăn tức ở, có thể tìm cách để hãm hại bạn. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy, thiếu lòng đề phòng nên không nhận ra kẻ tiểu nhân bên cạnh. Tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa, được người quen trợ giúp dẫn đường vượt qua khó khăn. Tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ, đừng có ngại ngần đưa ra yêu cầu, được giúp đỡ khi gặp khó khăn. Tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc, ngày tam nương tương sát, nên tránh khai trương, xuất hành, cưới hỏi. Và đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao tình cảm, 4 sao, con số may mắn, số 5, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. Từ vi tuổi thân thứ năm ngày mùng 8 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi thân xem tử vi cho thấy bạn tuổi thân đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh cho nên báo hiệu cho bạn tuổi thân có thể thỏa sức phát huy được khả năng sáng tạo của mình trong công việc ngày hôm nay bạn tuổi thân có thể đạt được những bước ngoặt quan trọng nhờ vận dụng tốt năng lực của mình để vượt qua mọi khó khăn thử thách cũng trong những thời điểm này cấp trên đã lặng lặng quan sát và chấm điểm bạn khá cao trước bản lĩnh vững vàng mà bạn đang sở hữu. Với bạn tuổi thân, nếu có được cấp trên giao cho nhiệm vụ quan trọng, hãy tự tin thể hiện bản thân mình. Sớm muộn gì, bạn cũng sẽ trở thành cánh tay đắc lực của cấp trên lãnh đạo mà thôi. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi thân cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là đừng có vội bộ cuộc khi thấy chuyện tình cảm không được như ý. Rồi với những nỗ lực của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng với bạn tuổi thân cứ coi như giây phút cô đơn hiện tại là để cho bạn có thể chuẩn bị kỹ càng cho chuyện tình cảm quan trọng sắp tới về tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy thỏa sức phát huy khả năng sáng tạo của mình trong công việc tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa có thể đạt được bước ngoặt quan trọng nhờ vận dụng tốt năng lực sẵn có tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ nhận được sự công nhận và đánh giá cao từ cấp trên, từ vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc, dù được giao bất kỳ trọng trách nào cũng hãy tự tin thể hiện, từ vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim, đừng vội bỏ cuộc khi tình cảm chưa được đáp lại. Vài đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tụi tí, tụi thìn, tụi tuổi tí, tuổi thìn, tuổi dậu. Từ vi tuổi dậu, thứ năm, ngày mùng 8 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Dậu, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Dậu đang gặp ngày có cục diện Dậu Tuất tương hại, kéo theo là hàng loạt thị phi về mặt tình cảm, khiến cho bạn tuổi Dậu trong ngày hôm nay không khỏi lâm vào điêu đứng. Người ngoài cứ bàn tán không ngớt về chuyện tình cảm của hai bạn. Với những lời lẽ sai sự thật khiến cho bạn mạnh tuổi dậu cảm thấy buồn phiền và chán nản. Thế nhưng với những sóng gió này, cũng là thử thách để bạn tuổi dậu có thể xem lại tình cảm của mình bền chắc ra sao đừng có lúc nào cũng đổ lỗi cho người ấy vì những chuyện đã xảy ra có lẽ với bạn tuổi dậu nên thông cảm cho đối phương một chút để đôi bên có được cảm giác tin tưởng và giữ cho tình yêu vững vàng trước sóng gió của cuộc đời trái ngược với chuyện tình cảm bấp bênh thì trong cái vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Dậu lại đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh dẫn đường trị lối cho bạn giúp cho con đường công danh sự nghiệp của bạn tuổi Dậu cứ thế mà phất lên như diều gặp gió. Bạn mệnh tuổi Dậu là người có tài năng, có tầm nhìn xa trông rộng, có sự linh hoạt và nhạy biến trong bất cứ ngành nghề nào và với bạn cũng dễ dàng đạt được thành công vài tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy lâm vào cảnh điêu đứng vì những thi vị về tình cảm tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa không biết làm cách nào để vượt qua được những lời bàn tán từ người ngoài tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ sóng gió hiện tại là thử thách để cho bạn xem lại tình cảm đôi bên bền chặt đến đâu tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc nên đặt mình vào vị trí của đối phương và tin tưởng nhau hơn. Từ vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim, công danh lên như diều gặp gió nhờ có tầm nhìn xa trong rộng. và đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc. 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi sửu, tuổi thìn. Từ vi tuổi tốt thứ năm ngày mùng 8 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi tốt đó, xem tử vi cho thấy với bạn tuổi tốt đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh cái điều này khiến cho bạn tuổi Tuất trở nên nóng nảy, đánh mất đi sự bình tĩnh như thường ngày. Và ngày này với bạn tuổi Tuất dễ xảy ra sự tranh cãi với đồng nghiệp do những bất đồng về ý tưởng trong công việc. Bạn tuổi Tuất, bạn nên kiềm chế bản tính nóng nảy của mình, luôn giữ đúng chức trách, bổn phận của mình để tránh lỡ miệng nói ra những điều không nên nói. Với bạn tuổi Tuất, nêu quan điểm cá nhân là cần thiết nhưng bạn cũng cần phải chú ý tới tình huống cụ thể cũng như là đối tượng mà bạn đang giao tiếp bên cạnh đó trong cái vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi tuất cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng cái điều này gây hại tới sức khỏe của bạn trong ngày hôm nay với bạn tử tuất thường gặp các vấn đề liên quan tới đường tiêu hóa bạn mệnh cần phải chú ý ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ và chọn nơi mua hàng an toàn thực phẩm về từ vi tuổi giáp tốt thuộc mệnh hỏa không kiềm chế được cảm xúc đánh mất đi sự bình tĩnh từ vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ dễ xảy ra tranh cãi với đồng nghiệp do bất đồng ý tưởng từ vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc cần phải giữ cái đầu lạnh giữ đúng chức trách và tránh vạ từ miệng từ vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim trước khi nêu quan điểm cá nhân cần phải chú ý tới tình huống cụ thể từ vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy có thể gặp phải vấn đề về đường tiêu hóa, chú ý ăn uống, ngủ nghỉ đúng giờ. Vài đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dần, tuổi ngọ. Từ vi tuổi hợi thứ năm ngày mùng 8 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi hợi ạ xem tử vi cho thấy với bạn tuổi hợi đang chịu ảnh hưởng của tỷ kim chiếu mệnh cho nên rất có thể sẽ vấp phải những mâu thuẫn với những người xung quanh do quan điểm trái ngược nhau lúc này với bạn tuổi hợi bạn nên khéo léo xử lý tình huống tránh suy nghĩ quá cứng nhắc sẽ gây mất hòa khí chung chẳng ai được thoải mái và trong ngày này với bạn tuổi hợi cũng rất có thể sẽ có những người lợi dụng sơ hở của bạn để tư lợi khiến cho bạn tuổi hợi thất thoát một số tiền lớn mà không biết nguyên do vì sao. Với bạn tuổi hợi đừng có chủ quan nếu như bạn muốn kiếm tiền được nhiều thì bạn cũng phải biết quý trọng và trân trọng từng đồng tiền một. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi hợi lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn lại không được như ý muốn. Cái chuyện tình cảm của bạn đang có nhiều điều bất cập, cãi vã nảy sinh liên minh và tất nhiên chẳng có cặp đôi nào không có sự tranh cãi. Nhưng với hai bạn, chuyện này xảy ra quá thường xuyên, dần như là những bất đồng ấy có thể biến thành chiến tranh lạnh mà khi chẳng ai muốn nói chuyện với nhau nữa về tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa xảy ra mâu thuẫn với những người xung quanh do bất đồng quan điểm tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ cần phải khéo léo xử lý tình huống tránh đánh mất hòa khí chung tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc cẩn thận kẻo kẻ gian lợi dụng gây thất thoát về tiền bạc tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim, tình cảm không được như ý, tranh cãi liên min tử vi tuổi quý hợi, thuộc mệnh thủy, mệt mỏi vì chín tranh lạnh kéo dài nhưng không tìm được cơ hội nói chuyện rõ ràng. Vài đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.